là trận chung kết đơn nam lứa tuổi 18 giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á lần thứ 15 tổ chức tại Bangkok. Vận động viên Việt Nam, vận động viên Đào Duy Hoàng, vận động viên Thái Lan số 1 của tập của Thái Lan. Đây là ván đấu thứ nhất. Đội Việt Nam hiện đã giành 4 huy chương vàng, gồm đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ và đơn nữ lứa tuổi 15. Oh!
Ván thứ hai của trận chung kết đơn nam lứa tuổi trẻ 18. Come on.
thứ ba. Đây là ván đấu thứ tư. Vận động viên Đào Duy Hoàng của Việt Nam đang tạm dẫn với tỷ số 3-0. Thank you.
trận đấu, vận động viên Đào Duy Hoàng của Việt Nam đã thắng với tỷ số 4-0 và đạt huy chương vàng nội dung đơn nam lứa tuổi 18 giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á dành cho lứa tuổi trẻ lần thứ 15 tổ chức tại Bangkok. Và đây cũng là huy chương vàng thứ 5 của đoàn Việt Nam.